đi thuộc. Là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Máy đi. Khi nào đội trưởng mới chịu bắt hắn đây? Anh thừa biết hắn đã làm gì mà. Bản thân tôi cũng rất muốn bắt hắn ta chứ. Nhưng chứng cứ mà chúng ta có vẫn chưa đủ. Có bắt rồi cũng phải thả ra. Mình không làm được gì hắn. Đã vậy chúng ta còn đánh rắn đồng cỏ nữa. Chỉ là không hôm nay hắn muốn giết anh. Hắn còn không cho tôi biết mục tiêu là ai cơ. Tony có vẻ thù hận đội trưởng lắm đó. Cho nên hắn mới tìm mọi cách để trả thù. Thậm chí hắn còn phái tới hai người để thực hiện nhiệm vụ lần này đó. Anh đến rồi hả Mọt? Gần. Gần. Gần à.
mau, chậm chậm quá, mau lên, mau lên, xuống, mau lên. Anh sẽ tự mình tìm cho ra sự thật. Cậu nói đi. Nói những gì lúc nãy cậu nói với tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Chỉ lập tức đi điều trị vết thương thôi. Tiên, sao siêng năng tập quá vậy? Tới rồi hả? Chờ chút nghe. Ông chủ đang bận chút xíu việc. Nhưng mà trong lúc chờ, vận động chút không anh trai? Chút xíu thôi. Cậu chắc chưa? Trời ơi anh, hay là anh sợ em? Dạo này á, em tiến bộ hơn trước nhiều lắm nha anh. Úi trời, anh ghen à? Trước đây anh cũng hay tập với Pin lắm mà. Nên giờ anh cứ chiều ý đi. Nhìn kìa, ngửa tay ngửa chân rồi đó. Nhào vô anh. Được. Vô vô. Tới đi anh.
đừng có ăn gian nha. Không chơi nữa. Em thua, em thua. Cho tôi tham gia được không? Nếu không sợ đau thì xin mời. Có ổn không đó? Không cần lo đâu. Đánh chơi cho vui thôi mà. Lát nữa sẽ biết ai là người phải chịu đau. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Nè bây giờ hai anh, nghe em phổ biến luật chơi nha. Đấm, đá, nắm đầu, lên gối, tất cả đều chơi được hết. Chỉ cấm làm một thứ duy nhất, đó là quay sang đánh trọng tài. Sẵn sàng chưa? Nếu như hai anh đã sẵn sàng rồi thì chuẩn bị, bắt đầu. Khi thằng Gân quay trở về đây, nhìn nó có vẻ cứng cáp hơn, không hề giống như lúc trước, như là hai người khác nhau vậy. Nếu vậy, ông chủ muốn tụi du côn chơi nó ở mức độ nào? Bầm dập chút xíu thôi, không chết là được. Quan trọng nhất là đừng để cho nó biết ai là người ra lệnh. Tôi biết rồi.
Sao rồi? Đã thấy nó rồi. Nó về bắt đầu đi. Dạ. Đừng quên quay phim lại đó. Để đó cho tôi, yên tâm đi. Mọi người đều đã biết chuyện băng bắt đổ hả? Chuẩn bị cho kỹ càng. Chúng ta tới đó nói chuyện với chúng. Ông chủ đích thân ra mặt luôn sao? Đúng vậy. Chúng vuốt mặt không nể mũi. Chúng ta không ra tay. Chúng tưởng đâu chúng ta sợ. Không cần ông chủ ra tay đâu. Việc đó cứ giao cho tôi. Cậu xung phong hả? Đúng. Để chứng minh lòng trung thành của tôi với ông chủ, ông chủ không còn vướng mắc về chuyện tôi mất tích nữa. Cậu cần hỗ trợ không? Không cần đâu. Tôi đã quen ra tay một mình rồi. Cậu chắc chắn chứ? Chắc. Tôi nhất định chứng minh tôi không phải như lời ai đó đã nói. Nếu như cậu tự tin đến vậy thì làm đi. Bọn chúng bắt đầu ra tay rồi sao? Chỉ một mình tên Ganh thôi. Một mình hả? Hắn xung phong được ra tay một mình. Nhưng mà đó cũng là cơ hội của chúng ta. Tôi sẽ không cần phải hồi hộp. Không biết khi nào hắn mới nhớ lại mọi chuyện. Kế hoạch của cậu là gì? Đêm nay bọn chúng sẽ ra tay. Tôi muốn đội trưởng phục kích bọn chúng. Đợi chúng ra tay thì bắt trọn ổ. Được. Chúng ta sẽ có chứng cứ để bắt bọn chúng. Em lại đây với anh. Vào trong đi. Anh còn làm hả? Em mua hủ tiếu cho anh nè. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Em mới trúng số cho nên bao hai anh đó. Trời ơi, thành đại gia luôn ha. Tối nay
nhìn chảy nước miếng luôn. Hai đứa sẽ mệt với anh nha cưng. Anh sung lắm bữa nay. Em muốn chơi cái gì? Trụ thôn quá. Anh mệt không? Mệt chứ sao không? Thiệt tình. Ơi, cho coi chơi. Hôm nay nếu như ai ngủ trước là thua đó nha. Được. Không có đừng kiệt sức sớm đó nha. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Ôi trời mệt quá. Coi cái này giải trí coi. Rót rượu, rót rượu. Nghe nói có nhiều em đẹp lắm á. Coi đi. Rượu uống là đúng bài. Rót đi, nhiều vô. Sút đi. Sút. Ôi trời ơi. Chết tiệt. Uống quá. Uống quá trời. Thiệt tình. Sao hôm nay xui quá vậy ta? Thôi kệ, làm lại, làm lại. Sút đi. Hôm nay tao mà không thắng thì nhất quyết không về đâu. Khô máu với tụi bay luôn. Mày theo tao đi. Nhát gan thì biến về nhà nha. Coi bại tao nè. Tới luôn. Tao tới trước rồi mày. Xui vậy. Đưa tiền đây. Xui dữ vậy trời. Tiền đâu? Thua hoài luôn á. Có chơi gian mày. Có chuyện gì vậy? Muốn chơi chung hả? Rốt cuộc mày bị cái gì? Chơi không? Không thì ra chỗ khác. Hả? Ê mày. Phần còn lại anh dọn luôn đi nha. Ê. Để lộn xộn là không được đâu đó. Nhìn kìa. Đó là thằng nào? Chạy ra coi thử. Lại vậy ta. Xanh như cái nồi bánh canh luôn này nè. Nhìn là muốn xỉu rồi. Mấy em trong này nhìn nó giận quá trời luôn kìa. Trời ơi. Vô cùng đi. Đừng có uống nữa mà.
Ê, đúng rồi. Còn chỗ nào nữa anh? Ê, đúng chỗ đó đó rồi. Thêm chỗ này nữa đúng không? Phê quá em ơi. Đúng 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 chỗ đó em ơi. Alo. Ông Tony. Tôi xin lỗi ông nè. Sau này tôi không làm vậy nữa đâu. Không sao đâu. Không cần cũng được. Vì kể từ bây giờ mày không có cơ hội nào nữa. Chúng ra tay rồi, dây bắt cho bằng được. Phim được dịch và lồng tiếng. Phân tán lực lượng ra đi. Nhớ cẩn thận. Ở ngay giữa trán.
Tại sao chứ? Cô đấu không lại hắn đâu. Dạ đội trưởng, tìm thấy camera nhưng đã mất hết file hình ảnh rồi. Bên trên toàn là xác chết thôi. Hắn làm súng của đội trưởng ra nông nỗi này luôn hả? Sao tên Sơm Trai biết được mọi hành động của chúng ta? Dạ, chị Rom Ran gọi nói với em. Anh Gân đi có một mình thôi. Bây giờ phải làm sao ông chủ? Cảnh sát nhiều như vậy, anh Gân chắc khó thoát được. Sâm cha ra tay, chắc là sẽ không sống nổi đâu. Tôi không dễ chết như vậy đâu. Anh, cậu làm rất tốt. Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì? Nếu anh muốn ăn thịt bé thì bé có bán không hả? Nè hả? Không cần sợ đâu cô em. Đàn em của anh chỉ ghẹo em để tạo không khí thôi à. Còn anh đây á, mới làm thiệt. Kể từ hôm nay cho đi, em phải trả tiền bảo kê cho anh, nghe rõ chưa? Mỗi tháng là 5.000 bạc. Nè, đừng có nhiều chuyện. Tiền sẽ được yên thân. Đi chỗ khác đi, biết. Nếu em không đưa tiền, từ giờ anh không dám bảo đảm cuộc sống của em có thể bình an vô sự. Trời ơi, cái gì vậy? Tụi này nó đúng. Ăn tiền đi. Hào lên. Tụi này ác thiệt. Người mù mà tụi nó cũng vậy nữa. Thì bởi có vậy? Chuyện gì trong đó vậy? Đúng rồi. Mấy tụi nó là bọn du côn đến đòi tiền báo kê á. Nè, coi biết đi. Biết. Tôi chỉ có nhiêu đây. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Đi chỗ khác đi. Ghê đặc biệt. Sao đánh nhau rồi? Mong gọi cảnh sát đi. Lợi hại gì? Đánh kéo không? Mày lại. Đáng đời. Lần này đáng đời là cán, còn lần sau là lưỡi, hiểu chưa? Biến đây đi. Chạy tụi bay. Chạy chạy chạy. Mau lên, mau lên. Đáng đời mà thiệt tình hả? Gì vậy? Mẹ ăn đi, đây. Đi, 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 đi đây. Đi đây. Đi đây. Quỷ sứ à? Mù mà không tha nữa. Là tôi đây. Anh Gân. Hãy
Cảm ơn anh Gân vì đã ra tay giúp đỡ tôi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra anh không nên mạo hiểm tính mạng để giúp tôi như vậy. Nếu như anh mà bị gì thì thật không đáng chút nào. Đã nói là không sao mà, không cần phải lo cho tôi. Tôi thấy người đáng lo là cô mới phải đó. Sao lại như vậy? Tôi nghĩ đám du côn tới đồ tiền bảo kê này sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trước sau ấn vào nút này là cô có thể gọi cho tôi khi cần. Dạ, cảm ơn anh. Qua đây. Cảm ơn cô. Các người không được dự kiến. Lùi lại. Mấy người muốn gì? Đi đi. Bỏ tôi ra. Đi qua đây. Mấy người muốn gì? Bỏ đi. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Đừng giữ nhé. Bỏ tôi ra đi mà. Chết đi. Tôi còn đi đâu. Tôi còn đi mà. Cứu với. Sao không ai làm gì hết vậy? Có luật pháp không? Cứu tôi với. Mấy người đó. Đúng rồi đó. Ông cảnh sát đi. Sao bắt người vô cớ vậy? Kỳ vậy. Ly tiệm hoa. Tôi nghe nè. Đáng tiếc quá đi, bạn gái mày không nghe điện thoại được đâu. Lại đó. Thì là cái đứa bị mày đánh ở tiệm hoa của con bạn gái mù của mày đó. Bây giờ tao bắt bạn gái mày rồi, muốn cứu nó thì tới đây. Trời ơi, xinh đẹp. Tại sao tao phải tin mày chứ? Nó thơm. Ê, tụi mày phải biết tôn trọng phụ nữ chứ. Nói vài câu với bạn trai cưng đi. Anh Gân, anh Gân ơi, cứu tôi với. Anh Gân à. Bây giờ thì mày tin chưa? Được rồi, mày muốn gặp mặt ở đâu đây? Mày phải tới nhanh đó nha, tao không kiềm chế được chú gái đẹp đâu. Hay là mình cưỡng hiếp con nhỏ mù này trước đi anh. Mày chờ thêm chút nữa được không hả? Chờ xử lý bạn trai của nó trước, sau đó chúng ta mới cưỡng hiếp nó trước mặt bạn trai nó. Phải làm như vậy mới kích thích, phải làm như vậy mới hả dạ chứ, đúng không? Phải. Hay quá đại ca. Ngoan ngoan ngoan. Lết chuột, lết chuột, lết chuột, lết người đẹp nè. Thơm đại ca, thơm không? Yeah. Nôn tới lượt mình quá đi. Chắc sướng lắm đây. Mày lâu quá đó, đi đâu vậy? Đi tè cái đã. Thấy sao, thấy sao? Được. Thank you.
Nó thơm như sầu riêng vậy đó. Ê, anh hùng tới cứu mỹ nhân kìa. Lia, cô không sao chứ? Anh Gen, tôi tới để cứu cô đây. Bộ mày tưởng dễ lắm hả? Ê, tụi bay qua đó tiếp đãi đàng hoàng nó cho tao. Ê, đứng yên đi. Nếu không tao bắn chết con nhỏ mù này bây giờ. Mày hả? Ngon hả con? Xong giờ ăn cọp nha. Chết đi. Chết. Mày hả? Dại gái hả mày? Ngu mà ly. Chết nè. Anh Lanh. Anh Gân. Mày hả? Cho mày chết nè. Mày đánh mạnh lên coi. Chết nè. Anh Gân. Mày. Đủ rồi. Chương trình hấp dẫn còn chưa chiếu mà. Tạm thời. Ngồi xuống. Đánh mày vài cái chưa xong chuyện đâu. Màn tiếp theo tao sẽ cưỡng hiếp bạn gái mày trước mặt mày. Là tôi đây. Anh Gân, anh có sao không? Tôi không sao hết. Anh Gân. Đi. Rơm ranh. Lúc anh nói với em anh không được khỏe, anh có biết là em đã lo lắng như thế nào không? Thời gian vừa qua, anh trăng qua bay bướm với bao nhiêu là cô gái, em chưa từng trách móc anh một lời. Vậy mà bây giờ anh dám gian dối với cô ta. Nếu anh là em, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Rơm ranh, em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đã. Em đang hiểu lầm anh sao? Em thấy rõ bằng hai mắt đó. Hai người đang ở cùng nhau. Cuối cùng thì em hiểu lầm cái gì đây? Chị Râm Ran ơi, chị nghe tôi giải thích đã. Không phải giống như chị nghĩ đâu. Câm miệng lại. Cô tưởng là cô bị mù thì tôi không bắn cô sao? Làm bộ hiền lành ngây thơ, dụ dỗ cho người ta thương hại, thật ra cũng chỉ là cái loại. Đủ rồi. Đủ rồi đó Râm Ran. Anh yêu nó lắm chứ gì? Yêu đến mức dám chĩa súng vào em vậy sao?
đừng trơm rành. Nghe anh nói đã. Bỏ súng xuống đi. Đừng nghĩ là em không dám bắn anh. Người đứng trước mặt em không phải là người từng chia sẻ ngọt bùi với em. Tôi không phải là gần. Tôi là anh trai song sinh của gần. Là anh trai song sinh? Lời biện hộ này anh vừa mới nghĩ ra đó hả? Đây là cách mà anh dùng để tống cổ em đi chứ gì? Tôi thật sự không phải là ghen. Em cũng cảm nhận được mà. Tôi không phải là ghen. Em nhìn vào mắt tôi đi. Em nhận ra mà. Nhìn xem tôi có phải là ghen của em không? Có phải người em quen biết không? Và có phải là người em yêu hay không? Xem. Ghen của trước đây và ghen của hiện tại có giống nhau không? Tôi biết em cũng thấy được. Từ lúc tôi quay về và nói tôi bị mất trí nhớ, tôi có giống ghen của trước đây không? Nếu như anh không phải là ghen, vậy thì ghen của tôi ở đâu? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tro cốt ở trong hũ đó. Chuyện này là thật sao? Chị Rôm Ran về rồi hả? Về rồi. Anh Gân đã chết thật rồi sao? Phải. Vậy thời gian qua anh giả dạng em trai tới đây, chỉ để tìm kiếm đồ vật gì đó liên quan đến cái chết của anh Gân, có đúng không? Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì trước đây đã nói dối cô. Trước lúc chết, Gân đã nói về món đồ quan trọng có thể giúp tôi tìm ra hung thủ. Nó để trong bình hoa ở tiệm của cô, nên tôi mới thường xuyên tới tiệm hoa. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Chắc chắn là cái này rồi. Thấy rồi hả anh?
Tại sao mày lại làm như vậy? Tao đã làm gì? Mày giết em trai của tao. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Mày là... Tao là anh sinh đôi của Gịch. Người mày đã giết. Giờ mày muốn sao? Cứ nói đi. Mạng sống phải trả bằng mạng sống. Em xin hai người được không? Làm ơn đừng bắn nhau mà. Em xin anh đừng trả thù nhau nữa. Em xin anh đó. Dù anh có giết được Sunan cũng đâu thể nào làm cho anh Kinh sống lại được nữa. Vậy thì anh làm vậy để làm gì chứ? Chính tao đã giết em trai của mày, nhưng tao làm vì nhiệm vụ. Nếu như mày muốn trả thù thì tao sẽ đền mạng cho mày. Nhưng hãy để tao giải quyết tên Tony trước đã. Rồi sau đó mày muốn như thế nào, tao cũng sẽ chịu mày. Thank you.
Người tên Suna này công nhận đỉnh thiệt nha. Làm nội gián cho cảnh sát tới tận 10 năm mà không người nào nhận ra hết. Xem ra tay nghề tốt đó nha. Cậu lấy thông tin của nó làm gì vậy? Quan tâm làm gì? Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu. Nè, cần tôi giúp thêm cái gì á thì cứ việc nói nha. Không cần cách sáo đâu. Tôi sẽ hết mình. Tôi đi nha. Ừ. Coi bộ cũng quyết tâm ghê. Chịu ngồi tù để xâm nhập cho băng đảng. Thực ra thì cậu cũng không khác gì với tôi. Giờ mình nên trả thù hay mình nên làm điều đúng đắn đi? Tôi đã nói với anh rồi, để tôi xử lý tên Tony trước. Xong chuyện đó rồi anh muốn sao cũng được hết. Tốt. Rất đáng mặt Nam Nhi. Tạm thời tôi tin anh. Anh có thư. Là của Romdan gửi cho anh. Romdan đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Quay về băng của Tony. Định làm gì tiếp theo? Sẽ truy bắt Tony và cứu Romdan. Tôi sẽ hợp tác với anh. Ý của anh là sao đây? Tôi và anh sẽ cùng nhau hợp tác cứu Romdan và truy bắt Tony. Là phe ta. Xem chút nữa bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi. Bảo vệ trung tâm, thay đổi kế hoạch.
tìm chỗ ẩn nấp đi. Chờ tới sáng, giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui. Dạ sếp. Lui, mau lên. Khoan đã, là tôi đây. Xuân Anh, làm cách nào mà anh vào được đây vậy? Tôi lo cho cô quá. Cô tới đây làm gì vậy? Thật chất tôi không còn chỗ nào để đi, bởi vì tôi coi họ như là gia đình của tôi vậy. Ramrat, nghe tôi nói nè, tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, cô không cần phải sợ. Nhưng mà làm như vậy rất mạo hiểm. Anh không đấu lại với họ đâu. Đấu lại hay không, cô cũng phải đi với tôi. Nhưng mà không thể đi bây giờ được. Chờ cho tôi qua hết đêm nay đi. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Hơn nữa, từ lúc nhóm của anh tấn công vào sào huyệt của tướng Di Xuyên, đàn em của hắn lùng sục khắp nơi. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chờ sáng mai vậy. Gặp lại cô ở chỗ này, tôi thấy vui lắm đó. Thật sự gặp lại anh tôi cũng rất vui. Qua bên kia chờ phục kích chúng. Đi tụi bay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng cực phẩm, giá trị thật của nó rất là khủng khiếp. Yeah.
ở yên đó. Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày. Giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc. Tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, một. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đâu. Tôi luôn sẵn sàng. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng.
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại.